Hãy cùng chờ xem món nào sẽ mở hàng cho chuyên mục Bánh Việt của Thiên Đường Ẩm Thực mùa 2 nhé. Đầu tiên là một món chè thơm lừng hương cốm Hà Nội, rất dễ làm luôn. Trước hết, cùng nấu tan đường phèn nào. Nhớ thêm lá dứa vào cho thơm nhé. Tiếp theo, hòa bột năng với nước rồi cho nhanh vào nồi nước đường. Nhớ khuấy đều tay cho bột khỏi vón cục nha. Bây giờ thì cho cốm vào nấu chín là có ngay món chè thơm lành cành đào. Chè cốm khi ăn có vị ngọt thanh của đường phèn, cái dẻo dẻo của cốm đi cùng với hương thơm thoang thoảng nhẹ, chắc chắn sẽ khiến bạn ngây ngất mãi không quên. Tiếp theo là một món bánh thơm ngon của miền Tây, đó chính là bánh khọt. Đầu tiên, cắt bột bánh xèo tài ký cho vào tô, nhớ đừng quên bỏ qua bột nghệ nhé. Tiếp theo, thêm bột cốt dừa vào, rồi hòa chung với nước sao cho hòa quyện. Phần hành lá xanh xanh này sẽ cho món bánh thêm đẹp mắt. Pha thêm một chén bột cốt dừa nữa là phần bột đã sẵn sàng. Cùng xem nghệ nhân Bánh Việt đổ bánh khọt nào. Ôi, màu vàng đẹp mắt quá. Bây giờ thì đặt những con tôm tươi rói vào bánh nào, nước cốt dừa nữa là hoàn tất. Món bánh khọt khi ăn vào có lớp vỏ bánh giòn tan, nhân tôm tươi chắc ngọt, chút béo nhẹ của nước dừa, cuộn với đầu sống và chấm với nước mắm chua ngọt thì ngon gì sánh bằng. Bánh Việt đã sẵn sàng, hãy cùng thưởng thức thật ngon nhé hai đội ơi. Trong phần Bánh Việt ngày hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức hai món, đó chính là bánh khọt và chè cốm. Người đâu? Ai? Ai? Cảm ơn chị Bảy. Quá tuyệt vời. Trời ơi. Trời ơi. Cái vỏ bánh giòn, con tôm tươi nhai sần sật sần sật. Nước mắm vừa chấm ngon. Thôi sao quá đây, để lấy giùm cho. Ôi. À, bánh khọt nhìn dễ thương quá. Cái bánh thì nhỏ mà con tôm bự chà bá luôn á. Đó bánh giòn, ruột bánh lại mềm. À. Ngon. Bây giờ sẽ đến món thứ hai, đó là chè cốm. Cốm mềm. Không ngọt quá, nhẹ nhàng, ngon. Cái bánh khọt này giòn ở trong ăn nó bùi bùi. Bùi. Béo nữa, béo nữa. Béo của nước dừa. Cái thịt thơm nó thơm lắm. Chè cốm á có cái độ mà kết dính. Lần đầu tiên em được ăn cái món này nè. Độ ngọt nó vừa phải, nó cũng không quá ngọt. Nói chung là mình có ý kiến thế này, không biết chè ngon hay dở mà tôi liếm luôn cái vỏ. Ngọt thanh. Kính thưa quý vị, là những nguyên liệu ngày hôm nay là những nguyên liệu theo mùa, cá trích, rồi mùa nước nổi, mùa của xanh Hà Nội là cốm và sấu. Những nguyên liệu này tưởng chừng là đơn giản nhưng vô cùng độc đáo tùy theo vùng miền. Ngày hôm nay rất hân hạnh được đầu bếp chế biến những món rất là ngon. Chương trình của chúng tôi luôn mang tới những món ngon, hấp dẫn và đặc biệt là dinh dưỡng. Bây giờ là phần quà. Ủa, cái chén của em đâu rồi? Anh ăn rồi. Chúng ta nhìn cái tướng chúng ta cũng có thể biết được rồi, ít ăn lắm. Và bây giờ là những phần quà cho các bạn, cũng như là 10 triệu đồng cho đội thắng cuộc. Nói chung là chưa thấy một chương trình nào mà đi quay nó vừa sung sướng, nó vừa ăn đã đời mà vui chơi thoải mái, được tiền đem về nữa. Kỳ sau nhớ kêu nữa nha. Dạ, kỳ sau làm mấy người ốm mà.